Còn tại Indonesia, ngày hôm qua, chính quyền địa phương tại khu vực núi Mariapi, tỉnh Sumatra đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau đợt lũ quét kinh hoàng vào hôm 11 tháng 5 vừa qua, khiến 43 người thiệt mạng và 15 người mất tích. Vâng, và chính quyền địa phương thì cũng cho biết là hiện nay đang có 4 huyện của Tây Sumatra bị ảnh hưởng nặng nề do lũ quét. Trong thời gian ứng phó khẩn cấp sẽ tập trung vào công tác tìm kiếm và sơ tán nạn nhân, sửa chữa nhà cửa cho người dân. Hiện tại thì một số thiết bị cũng đã được triển khai tới khu vực này để nạo vét khơi thông dòng chảy trên sông. Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia cũng đã kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác và sơ tán đến nơi an toàn. Còn tại Lào, nắng nóng, hạn hán kéo dài, lượng mưa thấp khiến các hồ đập tại đây cạn nước, nhà máy thủy điện không thể phát điện, nhiều nhà máy phải giảm công suất. Vâng, chính vì vậy mà thiếu điện đang trở thành một vấn đề nan giải. Lào đang phải tính toán nhiều giải pháp, trong đó kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện. Thông tin từ phóng viên Ngọc Phương, thường trú truyền hình Việt Nam tại Lào. Theo công ty điện lực Lào, tình trạng hạn hán kéo dài và mùa mưa ngắn đã dẫn tới lượng nước chảy vào các hồ thủy điện của nước này giảm so với kế hoạch dự kiến, khiến sản lượng điện giảm 10%. Trong tháng trước, nắng nóng gay gắt đã dẫn đến công suất tiêu thụ điện tăng vọt lên tới 2.015 MW, trong khi năng lực sản xuất trong nước chỉ đạt 1.660 MW. Nguyên nhân là do lượng nước trong hồ chứa của các đập vẫn chưa đến 30% so với mực nước toàn lưu vực, do lượng nước chảy vào lưu vực rất ít. Để cung cấp điện thường xuyên cho xã hội và đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng, điện lực Lào đã phải nhập khẩu điện từ các nước láng giềng với giá cao hơn giá bán trong nước. Công ty điện lực Lào kêu gọi người dân, các nhà máy, khu công nghiệp và toàn xã hội sử dụng điện tiết kiệm bằng cách thực hiện các biện pháp như tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức phù hợp từ 25 đến 27 độ, rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng và sử dụng các thiết bị đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để tăng hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện hơn. Theo công ty điện lực Lào, nước này có 86 dự án năng lượng với tổng công suất lắp đặt hơn 10.400 MW, trong đó có hơn 80% là thủy điện. Trong năm ngoái, năng lượng điện sản xuất từ các đập thủy điện chiếm tới 95% tổng năng lượng của nước này. Hiện chính phủ Lào đang chú trọng phát triển năng lượng tái tạo nhằm phục vụ nhu cầu ở trong nước và hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp năng lượng xanh của khu vực ASEAN. Ngọc Phương, phóng viên Truyền Nam đưa tin từ thủ đô Viêng Chăn, Lào. Còn tại Trung Quốc thì vừa đưa vào hoạt động hệ thống dự báo sóng nhiệt đại dương do nước này tự phát triển. Dự báo sóng nhiệt đại dương là mối quan tâm của cộng đồng khoa học quốc tế bởi lĩnh vực này đang có tác động sâu rộng ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Từ Trung Quốc, phóng viên Thái Bình thông tin chi tiết từ quý vị. Sóng nhiệt biển là thời kỳ nhiệt độ đại dương ấm bất thường. Khi nhiệt độ đại dương tăng trên ngưỡng theo mùa của địa phương trong hơn 5 ngày, sóng nhiệt biển xảy ra bất cứ mùa nào trong khu vực vài km đến vài ngàn km, kéo dài vài ngày đến vài tháng. Sóng nhiệt biển ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết, là môi trường cho các cơn bão nhiệt đới. Hệ thống này có thể dự báo kịp thời, chính xác sự xuất hiện, phát triển, phạm vi và cường độ của sóng nhiệt biển. Các cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khả năng ứng phó của các bộ phận quản lý biển và ngư dân trước các thảm họa cực đoan của sóng nhiệt biển. Các đợt nắng nóng trên biển đã trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và lan rộng hơn trong vài thập kỷ qua. Và Trung Quốc đã tích cực thực hiện các biện pháp đối phó. Hệ thống này trước mắt dự báo trong vùng biển của Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong tương lai, trung tâm sẽ mở rộng hơn nữa việc phân phối các sản phẩm dự báo sóng nhiệt biển, biến nó thành sản phẩm toàn cầu. Trung Quốc cũng sẽ cải thiện tính kịp thời của dự báo và đưa ra dự báo hàng tháng, hàng quý về sóng nhiệt biển. Thái Bình, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.